một. Chơi. Hello mọi người nhá. Chúng ta sẽ lướt qua một lượt trên thị trường chuyển nhượng xem là đội Văn Hậu các kiểu bây giờ thế nào rồi. Xuân Trường 475 triệu. Ui rẻ thế. Đây là cơ hội để anh em làm full đội hình Việt Nam đấy. Đình Trọng này, Đình Trọng vẫn chưa có lượt xả nào. Tôi phải xem cộng 5 thì mới rõ đây. Có một người xả Đình Trọng cộng 5 1 tỷ. Văn Thanh. Duy Mạnh. Duy Mạnh thì mình nghĩ cũng khá là khó đấy. Hai người bán rồi. Văn Hậu thì chắc là không. Ôi có người bán Văn Hậu cộng 6 rồi. Ba người bán Văn Hậu cộng 5. Các bạn phải đập lên cộng 6 chơi với chất chứ. Cuộc chiến công thủ này, chọn lối chơi 2, lối chơi 2 nhận ngay cầu thủ xịn từ ngày 27 tháng 11 đến 23 giờ 59 ngày mùng 4 tháng 12. Cái sự kiện sẽ diễn ra trong khoảng tầm là một tuần nhỉ. Ô, có khi tôi thích phòng thủ hơn anh em ạ. Tôi thích phòng thủ hơn. Tại vì tôi có Văn Hậu rồi. Ấy chà. Vòng tấn công này. Vòng tấn công này, Denin, Nevin này. Quay lần đầu à? Quay lần đầu mình có tiền không? Đi, bạn không đủ FC. Sốp đổi điểm đây. Top 1 đóng góp cho số vòng quay. Một bộ quà tặng full bộ thẻ 11 cầu thủ Việt Nam mạ vàng. Wow. Mày căng nha. Mạ vàng luôn. Quay một lần. 10 lần vòng tấn công có được quay không? Thử quay phát nữa nè. Ui, nhìn toàn Việt Nam. Chóng hết cả mặt. Rồi. 93. Gói 88 88 88 18 88 88. COC và Việt Nam 93. Ơ đi mẹ, COC 93 làm cái đéo gì. A few moments later. Đây đây là nick bạn Ryu. Bạn ấy quay được 1 triệu đúng không? Đúng không Ryu? Thì bạn Ryu tốt bụng. Mình tưởng Ryu nó ngồi nó mở hết rồi. Thì ra nó vẫn miệt mài, nó đợi mình dậy xong nó gửi nick cho mình. Cảm ơn Ryu nhá. Không thấy bạn mời trà đá. Rồi. Cứ mở từ từ lúc đầu cho nó ngon đã. Tôi vẫn đợi cái quả đi bộ đây. Đi bộ quần đỏ. Cứ vậy mà cắt rồi. 10 điểm đổi 100 triệu á. Không, để dành đổi cầu thủ Việt Nam chứ em. Kiểu gì anh cũng nạp mà. Đi. Số 11 này là Bêu. Này cái lần này không có gói cầu thủ từ cộng 2 cộng 5 nhỉ. Thấy buồn. Nạp 1 triệu ra Việt Nam mới. Thì nói chung là cứ để đấy. Kiểu gì đến hôm sinh nhật tôi cũng nạp đủ thôi. Mẹ có hot 50 đâu ra vậy ông. Đây sẽ để cuối này. Hy vọng không. À nhưng mà ông thích. Ông thích ai ở Rio. Thì mẹ tôi quên mất là đây là nick ông cơ. Mắc cái đấy lẻ. Mỡ. Cái gì. Vẫn chưa có Việt Nam đi đã. Ôi giời ơi. Cầu thủ mới. Số. Cầu thủ mới. Số. Ơ. Thay giày rồi à. Mình tưởng phải giày. Giày. Giày cũ mình tưởng là mẹ giày huyền thoại, mình tưởng đây là cầu thủ mới. Tại vì các bạn biết tại sao mình lại bảo cầu thủ mới không? Tại vì đợt đó ấy là Công Phượng, nói chung là hàng Việt Nam ấy là đeo cái giày của đội huyền thoại.
đợt này thay giày rồi nên là mình giật mình bảo cầu thủ mới rồi. Nhưng mà số 10 thì sao lại không động não số 10 nhỉ? Maguire Đình Trọng cộng 5 tạch 5 lần. Ui em đen vãi. Anh Đập Văn Hậu nói chung là không đến mức khó khăn lắm đâu, mặc dù phôi gọi là phôi 92 ấy, bằng Công Phượng này. Không mồi à anh? Lên nó xịn. Mồi làm cái đéo gì. Cảm ơn Hiếu Vati nhá, cảm ơn em nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Cứ làm theo clip là được, không cần phải suy nghĩ nhiều. 11 thì tôi cứ cho là 1/3 đi, cũng không phải quá khó. Tôi vẫn chưa được biết mặt Đình Trọng với lại mặt Duy Mạnh. Thôi tự mình khám phá vậy. Anh em khác thì biết hết rồi. Hôm qua thấy anh em streamer khác mở Đình Trọng nhiều lắm. Mở số mấy đây? Số Quang Hải rồi à? Số 17 Văn Thanh. Văn Thanh vẫn là cái giày cũ. Chưa ra được hàng mới nhỉ. Việt Nam tấn công thì chỉ có đúng một cơ hội đúng không? Có đúng một cơ hội Văn Hậu thôi. Để biết khéo léo Ganana, khéo léo chọn đấy. Mở Công Phượng nữa à? Khó thật đấy mẹ. Ông chọn hàng công là nó bị khoai. 4.300 anh em xem đây. Còn anh em nào chưa like và đăng ký, anh em giúp mình thêm một tí nhá. Mỡ giày huyền thoại. Chúng ta sẽ có Đoàn Văn Hậu. Đúng như điều ước của bạn Ryu luôn. Uầy, đúng như lời đồn nhé. Được chưa? Mẹ thế này mẹ rất bất buồn chưa? Mẹ, đúng cầu thủ yêu thích nhá. Coutinho, Varane, Coleman, Kuka và Di Maria. Sỏi. Khó khăn làm gì? Các bạn cứ xù áo vào hậu mà giá thôi. Đây này, nhìn mình làm một lần nữa, nhưng mình chỉ làm một lần duy nhất thôi này. 5 nè, ok nè anh em nè. Rồi quả này hậu lên cộng 5 nè. Tôi chỉ làm một lần duy nhất thôi nhá anh em nhá. Nhiều ông cứ bảo khó khăn là thế nào nhở? Chả hiểu lắm. Nhiều anh em kiểu cứ bị gà ấy. Ôi cưng nhé. Cảm ơn Thái nhá. Ít mẹ mày suốt ngày mày vào mà nhét vào mồm manh mẹ, cốc trà sữa mẹ, béo lắm rồi đấy. Lần sau em cộng tặng cái gì đấy nó thiết thực hơn đi. Ví dụ cái hộp bao cao su chẳng hạn. Anh sẽ thấy mẹ vui hơn em ạ. Lý Lích mở tiếp này. Mọi người còn ai chưa đăng ký kênh cho Quang xin một đăng ký nha. Việt Nam số 20, chúng ta sẽ có Phan Văn Đức. Ôi, cuối cùng vẫn ra là các bạn ạ. 449 triệu vẫn được của nó đấy. Chúng ta sẽ có gói Việt Nam phòng thủ. Tỷ lệ như thế là tôi đã thấy rằng tỷ lệ là khoảng tầm 40% để ra được cầu thủ Việt Nam mới. Mở Văn Thanh, trời ơi, 60% rồi. Nhìn không ra được cầu thủ mới nhở. Ông này đã mở ra hậu lúc nào rồi đấy. Giỏi vậy. Hậu Đức Thanh. Tôi mở xuống còn 33 xong tôi mở ôn. Pires 93. Mở 10 nó vẫn cảm giác nó vẫn hơn mà. Henry. Mở 1 thì nó cảm xúc hơn. Kiểu vậy ấy. Messi. Ô, mẹ mở mấy gói toàn nó ngon nhỉ. Munin mở 10. Now let's go. Robéo thì làm gì còn đít mẹ. Robéo 87 triệu. Quần trắng đi. Quần trắng là chắc chắn ra này. Quần trắng chắc chắn ra này. Ôi, con Sigi.
Đây rồi. Quang Hải. Vẫn được, không có gì cả. 665 triệu. Uầy, 655. Quang Hải đắt vậy. Uầy, lâu lắm mới gặp Quang Hải nha. Tôi cũng phân chia đều rồi, tôi thực sự tôi cũng không biết rằng là gói cầu thủ Việt Nam ôn này là có không, nhưng mà chắc chắn là phải có tất cả chứ. Có nghĩa là đã là gói cầu thủ Việt Nam thì phải có hết chứ nhỉ, đúng không? Rồi, tỷ lệ là 1/3, gói công tỷ lệ là 1/5. Mà giày huyền thoại lại là Văn Thanh. Văn Thanh cứ đi bộ ra từ gói này ấy nhờ. Mắt long lanh, chính là Văn Thanh. Tiếp nào, gói Việt Nam tấn công thì mẹ đây này, cái này mà ra được Văn Hậu mới là chất nè. Mở Quang Hải, ôi hay double Quang Hải luôn không ạ. Nhưng mà về giá trị kinh tế thì ok, mình đã mở được hai Văn Hậu từ gói này rồi. Các bạn nghĩ là phát này sẽ ra ai? Các bạn đoán thử xem nào, đoán xem. Mở khả năng cao là Hậu rồi, dáng cao rồi. Số 5 đó tiếp tục là Đoàn Văn Hậu. Vâng, phải nói rằng tỷ lệ ra Hậu quá là cao. Tôi mở 3 gói thì cả 3 đều ra Hậu. Được, vẫn được anh em ơi. Rồi, cảm ơn Ri nhá. Ưng ý chưa? Yes. 5 nhịp nào, 5 nhịp với Văn Hậu. 1 4. Và cuối cùng, năm. Nào làm quả này, đập phát lên ngay nào. Đấy, các bạn này xem đấy, tôi đập nó dễ như vậy. Nhiều bạn cứ bảo em đập mẹ 9 lần không lên, đéo hiểu. Rồi, cảm ơn Ri nhé, thank you em nhé. Một gói. À! Ăn sót à? Cái đéo gì vậy? Mở. Chân nhỏ. Số 9 Văn Toàn. Lâu lắm không gặp Toàn. Là đây Toàn còn sút lên trời không? Tốc độ 98 kìa. Mà hắn vừa lên được mới được bút chỉ số không ạ? 5 minutes later. Mẹ tưng đấy gói đéo ra luôn. Khó nhở. Lượt cuối, số 20 Văn Đức. Yeah. Nhưng mà hơi khó đấy. Tôi thấy tỷ lệ ra cầu thủ Việt Nam mới thực sự là quá khó luôn. Đây rồi. Số 3 Quế Hải à. Trời ơi, vẫn chưa được nhỉ. Hello Hải. Cần nắm cầu thủ mới, cần nắm cầu thủ mới. Yeah! Hello mày. Uầy, mày đợi mãi không à? Mày săn rồi, là săn thì mày đến chết luôn cơ.
Ủa đấy, ông nào bảo gói ở Việt Nam ôn không mở cầu thủ mới? Ông nào bảo đấy? Con cặc. Được à, đấy là các bạn biết không? Mình đợi nhạc The Rope với dám ấn nhá. Boom. Chân to. Chân to. À, ui mẹ, sức phát thanh này mẹ, The Rope đã nhiều nhỉ. Làm sao? Có Việt Nam nil, vẻ lại bây giờ còn thiếu đúng đỉnh trọng thôi. Boom. Số mấy? Chân nhỏ. Số 2. Chúng ta sẽ có